Chào mọi người. Hôm nay mình có mua hoa một bịch táo đỏ và táo đỏ tân cương thương hiệu của nhà Hảo Hảo rồi. Rất là tốt cho mọi người, cái tốt về sức khỏe cho mọi người. Hôm nay mình sẽ múc ban cái táo đỏ này nha mọi người. Xin mời mọi người nha. Táo đỏ này rất ngon luôn, rất chắc luôn. Ngon. Khi mà mọi người ăn, người cẩn thận, trong đây có cái hộp nó rất là nhỏ. Đây nhớ cẩn thận cái hộp trong đây. Đây, cái hộp đó. Hộp nó rất là nhỏ, bên này cạnh này rất nhỏ, nuốt vào thì rất nguy hiểm nha mọi người, nên cho em bé ăn hay sao nên phải cẩn thận nha mọi người. Này không những ăn được mà còn có thể nấu chè hay là hầm canh gì đó cũng được, ăn rất là ngon nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe. Mình hướng ra cái hướng này cho nó sáng hơn. Rất là ngon, rất là chắc thịt luôn. Cái thằng cái nấy bự. Xưa giờ mất cái táo đỏ nằm rồi. Nước trong bờ bắt đầu
còn rất là nhiều không rồi. Cái này á, mọi người có thể mua gì cho cha mẹ mình ăn cũng được, rất tốt cho sức khỏe. Thôi đến đây mình cũng kết thúc video nha mọi người. Mọi người thấy video hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha mọi người. Bye bye mọi người.